nghị, các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đảm bảo kịp tiến độ thi công. Trong đó, tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cần phân tích làm rõ nguyên nhân. Trong đó, tình trạng hồ sơ đấu giá đất chậm cần xác định rõ trách nhiệm của ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí đề nghị lãnh đạo, thủ trưởng các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, quyết liệt chỉ đạo điều hành, đồng thời các sở ngành thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo bình ổn hàng hóa thị trường Tết và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21/1/2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21/1/2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Đà Bắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.